Lâm Chánh Anh có người đệ đệ song sinh là Lâm Chánh Cửu. Ông ta có hai đồ đệ là Phục Sinh và A Tài. Cô gái này là Điệp Tỷ, thuở xưa là người yêu của anh Cửu. Sau nhiều năm không gặp, Điệp Tỷ hiện giờ là một bác sĩ Tây Y. Anh Cửu nghĩ rằng bản thân là một đạo sĩ thì không nên đụng đến nữ sắc, vì vậy xưa nay không dám liên lạc với Điệp Tỷ. Đêm hôm nọ có một vị đạo sĩ tên là Thiên Hạc, ông ta đang dẫn độ mở đường cho đám thi ma trở về cố hương. Người âm lên đường, người dương tránh mặt. Ba hồn bảy dí yên lặng mà nghe thần lệnh. Đột nhiên trên phố có một đám âm hồn khiêng kiệu hoa chặn ngay trước mặt Nhậm lão già. Thiên vấn lớn lợi, quỷ tận nương bên trong ra tay hút lấy lão già vào trong kiệu, bởi vì cô ta rất thích những người làm việc thiện. Vô tình Thiên Hạc đi ngang qua đây, ông lập tức khai nhãn thì nhìn thấy đám âm hồn. Dưới đạo một kiếm trong tay, ông ta đã nhanh chóng đánh cho đám âm hồn trở về nguyên hình là người giấy. Sau đó phá tung chiếc kiệu, quỷ tần nương bay lên. Hôm nay lão phù sẽ thế thiên hành đạo. Mặc dù nói rất mạnh miệng nhưng Thiên Hạc lại không đánh trúng được quỷ tần nương. Ông chầm chú quan sát quỷ đạo bài của nữ quỷ rồi tung ra sợi chỉ đỏ túm lấy chân cô ta. Nữ quỷ dùng dậy thoát ra, tuy nhiên Thiên Hạc vẫn còn pháp bảo kính bát quái. Kết quả là quỷ tần nương bị tiêu diệt. Sau đó mọi người phát hiện Nhậm lão già đã chết bởi tà linh. Vì thế nên Nhậm tiểu thư đã mời về một vị đạo trưởng để làm pháp sự, trừ tà yểm quỷ cho Nhậm già. Anh ta sử dụng đạo mộc kiếm thì phát hiện có điều bất thường. Suy nghĩ một hồi, anh tung ra một sấp bùa chú, nhưng rất nhanh lại bị thiêu rụi. Ngôi nhà này đang bị âm khí ăn mòn, nguyên do là bởi tà linh làm loạn. Mà lực của nó cũng vô cùng thâm hậu, muốn diệt trừ nó phải tốn rất nhiều năm đạo hạnh. Quản gia và tiểu thư nghe thấy vậy thì thất kinh hồn vía. Thừa cơ hội đạo sĩ ra giá 50 đồng đại dương, anh ta sẽ xử lý chuyện này gọn gàng sạch sẽ. Nhậm lão già qua đời làm cho kinh tế gia đình có phần suy sụp, thế nên Nhậm tiểu thư có hơi đắn đo vì khoản tiền này. Bất ngờ có một tên cường thi từ trên nhảy xuống. Đạo sĩ thấy vậy liền xông qua đối phó tên cường thi, nhưng chỉ vài chiêu thì bị cường thi tung một đạp. Nó chuyển mục tiêu sang tiểu thư và quản gia. Cô gái hoảng sợ đồng ý mức giá 50 đồng. Thế nhưng tên đạo sĩ lại lên giá 100 đồng, bởi vì cường thi này quá hung hãn, cần phải tốn thêm nhiều năm đạo hạnh. Tình huống nguy hiểm tiểu thư cũng đành chấp nhận. Đạo sĩ chốt kèo lao vào tên cường thi. Đúng lúc này có một người xuất hiện, tay cầm thanh kiếm vỗ vào mông tên cường thi và đạo sĩ rền là đào đớn. Thì ra đó là Lâm Chánh Cửu, còn tên đạo sĩ và cường thi chính là Phục Sinh và A Tài giả trang. Mục đích họ muốn lừa tiền Nhậm tiểu thư. Sau chuyện này, tiểu thư nhận thấy Chánh Cửu thật sự là một pháp sư có năng lực. Cô muốn nhờ anh Cửu xua đổi tà khí cho cha mình để được hạ táng, bởi vì ông ta chết là do quỷ dữ quấn thân, cho nên họ hàng không cho phép tiểu thư chôn cất cha mình trong phần mộ của tổ tiên. Thi thể ông ta hiện tại đành phải để tạm trong nghĩa trang. Từ xưa đến giờ anh Cửu không xen vào chuyện nhà người khác nên đã từ chối Nhậm tiểu thư. A Tài muốn thể hiện bản lĩnh nên bèn ra tay giúp cho cô gái. Cả hai nhân lúc đêm khuya từ từ đi vào khu vực nghĩa trang. Phục Sinh thấy vậy cũng đến đây tham gia cùng hai người. Bọn họ bắt đầu thắp nhang cho những người chết xung quanh. Tuy nhiên khi vừa quỳ lưng thì nhang mới cắm đã biến đầu mất tiêu. Bất ngờ nắp quần tài mở ra, bên trong có một cái xác đã mọc răng nanh chuẩn bị hóa thành cường thị. Hai thằng đệ lập tức dùng dây gần thấm máu chó mà quấn chặt quần tài lại. Thế nhưng vẫn không kiềm chế được cường thị. Nó đẩy nắp quần tài lên rồi bật dậy lao đến tấn công hai thằng đệ. Cường thị này rất mạnh mẽ và hung hãn. Trong lúc hai thằng đệ lâm vào nguy hiểm thì anh Cửu xuất hiện. Không ngờ đến cả anh Cửu cũng chưa thể khuất phục được tên cường thị. A Tài muốn ra tay trợ giúp nhưng lại hậu đậu hất gạo nếp vào mặt sư phụ. Tình huống nguy hiểm, anh Cửu bảo mọi người hãy mau nín thở. Cách này làm cho cường thị không thể phát hiện được người sống. Thừa cơ hội mấy thầy trò liền tung cước đá bại tên cường thị. Sau đó ám sát ra đoàn tấn công tới tấp. Cuối cùng anh Cửu lấy ra một đạo bộ xịt rai rồi hướng mục tiêu đến cường thị. Nó đào đớn mà bỏ chạy trong làn khói. Lúc này Nhậm tiểu thư mới nói rằng khi cô tìm thấy thi thể của cha thì phát hiện nó rất nhẹ. Mọi người suy đoán nguyên do là bởi vì ông ta đã bị hút cạn máu. Anh Cửu thì không nghĩ rằng một người lương thiện như Nhậm lão già lại bị ma quỷ ám hại.
Thế nhưng từ vết cắn trên cổ thì quả thật đây là do Cường Thi làm. Chẳng lẽ là do tình lúc nãy gây ra? Chuyện này không thể nào, bởi vì Cường Thi chỉ hút máu người sống mà thôi. Sự việc này có điều gì đó mờ ám. Trước tiên anh Cửu thì triển đạo thuật để siêu độ cho Nhậm lão già, sau đó sẽ đến đồn cảnh sát đi báo án, nhờ họ điều tra cái chết của Nhậm lão già. Tạm thời A Tài ở lại đây trông chừng cái xác. Đội trưởng Tào lúc này đang vui vẻ quấn quýt bên cô gái cực kỹ xinh đẹp. Ngay cả tên cảnh sát bên ngoài cũng lười biếng không để tâm đến anh Cửu. Ba người thấy vậy bèn xông vào trong phá hỏng giây phút khoái lạc của Tào trưởng hoàng, làm cho ông ta vô cùng tức giận. Nhậm tiểu thư lành trí nói lời tân bốc xoa dịu đội trưởng Tào. Anh Cửu mới nói thẳng vào vấn đề chính, đó là cái chết của Nhậm lão già có điều mờ ám. Nếu như Tào đội trưởng điều tra ra nguyên nhân phá được vụ án này thì danh tiếng và địa vị sẽ ngày một thăng cao, từ đó sẽ có vô vàn gái đẹp vây lấy Tào đội trưởng. Nghe thấy có lý, ông ta lập tức cho người đi điều tra cái chết của Nhậm lão già. Khi này A Tài đang một mình trong chừng cái sáng tại nghĩa trang, bỗng dừng sấm chớp nổi lên dữ dội, kèm theo đó là âm thanh ma quỷ vang lên rợn người dựng cả tóc gái. A Tài hoảng sợ chạy ra bên ngoài, bất chợt xuất hiện một đoàn người đưa tang. Ngồi trên quan tài chính là Lâm Chính Cửu, sau lưng A Tài thì có một đoàn âm linh đang rước dậu. Bên trong chính là quỷ tận đường. Anh Cửu bay lên mở nắp quan tài ra, nữ quỷ liền xông tới đẩy A Tài văng vào trong. Tàn hỷ tiếp tục diễn ra như không có chuyện gì. Đến khi cảnh sát và anh Cửu tìm đến khu nghĩa trang, bọn họ không còn nhìn thấy thi thể Nhậm lão già, A Tài cũng đã mất tích. Chuyện này thật là bất thường, tất cả cùng nhau đi tìm anh ấy. Sau một lúc họ phát hiện A Tài bị giam trong một trận pháp cực kỳ cổ quái. Đây là một loại thuật khống tâm bàn môn tà đạo. A Tài đã trúng phải mẹ chướng và hít phải huyễn thần hơn ở nghĩa trạng. Trước tiên anh Cửu bèn lập đàn để phá bỏ đi trận pháp. Thông qua Tào đội trưởng trong trạng thái dụ thức, anh Cửu vẽ ra đường đi của tà khí mà trận pháp đang vận hành. Dựa vào đó anh Cửu sẽ đọc to những câu lệnh trong đạo thuật để triệt tiêu tà khí, phá bỏ đi trận pháp. Ở một nơi khác có một kẻ thần bí, hắn ta cũng đang thi triển đạo thuật thông linh với Tào đội trưởng để ám hại anh Cửu. Nhận ra đối phương có đạo hạnh không tầm thường, anh Cửu bèn lấy ra một đạo bùa quả long phụ phóng tới Tào đội trưởng. Kẻ thần bí bị phép thuật phản vệ văng ra sau, pháp đạn cũng nổ tung. Ngay sau đó anh Cửu thi triển quả thuật xóa bỏ đi phong ấn của trận pháp, thành công giải cứu A Tài. Đêm hôm đó tại quán bà, trong lúc mọi người đang dọn dẹp thì bỗng nhiên có một cường thi xông vào. Hắn ta điên cuồng tấn công hút máu con người, thì ra đó chính là Nhậm lão già. Sau sự việc, Tào đội trưởng dẫn theo thiên hàng đạo sĩ đến hiện trường điều tra. Theo lời của thiên hàng thì nơi này có phong thủy là khôn vị, hơn nữa lại có nhiều phụ nữ, vì vậy đã tích tụ năng lượng âm quá nặng, thế nên mới trở thành mục tiêu tấn công của cường thị. Để xua tàn đi âm khí, thiên hạ liền lập đàn rồi triển khai một đạo bùa trấn tạ, sau đó là siêu độ vong linh cho những người đã chết. Tạm thời nơi này sẽ được bình yên. Muốn giải quyết triệt để thì cần phải bắt được tên cường thị. Đêm hôm sau cảnh sát mới cho người đi tuần tra, vô tình họ nhìn thấy có một nhóm người hành động khả nghi. Một tên trong này là đạo sĩ với vẻ mặt xảo trá. Anh cảnh sát mới kiểm tra bên dưới bao tải, hóa ra đó là cường thị. Người cảnh sát còn lại hoảng sợ mà bỏ chạy. Ngày hôm sau Chính Cửu mang theo gói bánh đến tặng cho Điệp tỷ. Anh còn quan tâm dặn dò Điệp tỷ không nên ra ngoài vào ban đêm, bởi vì thị trấn giờ đây liên tiếp đã xảy ra nhiều án mạng. Đêm đó cường thị tiếp tục xuất hiện tấn công người dân vô tội. Ai ai cũng cho rằng hung thủ chính là Nhậm lão già, vì thế nên Nhậm tiểu thư trở thành mục tiêu trả thù của người dân. A Tài đành phải kéo theo cô gái mà bỏ chạy. Sự việc chuyển biến thật quá nghiêm trọng. Anh Cửu bèn ra lệnh cho đồ đệ bắt buộc phải nhặt đổ 180 hạt gạo nếp cho vào mỗi chén, chuẩn bị xuất trận truy bắt tên cường thị trừ hại cho dân lành. Để cho chắc chắn, anh Cửu bảo A Tài và Nhậm tiểu thư mua thêm một ít đồ. Vô tình cường thị lúc này lại xuất hiện, cả hai nhân dân chạy vào một căn tiệm để trú ẩn. Cường thị cũng theo đó mà xông vào trong. Nhân lúc nói sợ ý, A Tài chớp cơ hội tung cước tên cường thị. Ở bên ngoài, Tàu đội trưởng đang dẫn theo thuộc hạ đi tuần tra trên phố.
A Tài liền cố gắng thoát thân nhưng bị Cường Thiền túm được. Trong lúc giằng co anh bị cắn vào tay, Tào đội trưởng lập tức nổ súng chỉ thiên. Cường Thiền nghe thấy nên liền bỏ đi. Sau khi băng bó vết thương của A Tài, anh cửu nhận ra nó không hề có chất độc Cường Thiền. Chuyện này thật kỳ lạ. Ngày hôm sau mọi người đến nghĩa trang để khám nghiệm tử thi lần nữa. Điệp tỷ phát hiện trên cổ nạn nhân có một lỗ kim khá lớn. Đây là dấu vết do tiêm thuốc mê tạo ra. Điệp tỷ suy luận hung thủ muốn thu một lượng lớn máu người, cho nên mới để lại vết thương ngay tại động mạch. Mọi chuyện giờ đây đã sáng tỏ. Thì ra tên hung thủ đã sử dụng lớp da màng của Nhậm lão già đi gây án khắp nơi. Mục đích của hắn là để cho mọi người tin rằng trên đời này có Cường Thị. Theo kiến thức tây y của Điệp tỷ, cô biết rằng có một loại bệnh nan y hiếm gặp. Người mắc bệnh này không hề có thuốc trị mà phải uống máu để duy trì mạng sống. Đêm hôm đó, Nhậm tiểu tư vô tình nhận được một tờ giấy. Mọi người lập tức tìm đến điểm hẹn được ghi trên đó. Từ đằng xa, tên đạo sĩ xảo quyệt hôm nọ dẫn theo một đám Cường Thị cùng với cổ quan tại tự tự đi tới. Nhận ra bọn này chỉ là giả mạo, anh cửu là hòa giảm lên chiếc quan tài, sau đó tung liền quần cước đánh hạ đám Cường Thị rền là đào đớn. Tên đạo sĩ cũng bị phục sinh cho một đạp. Hóa ra bọn này là những cặn bã chuyên đi trộm xác. Lúc này Điệp tỷ đang ở nhà một mình, bất ngờ có một tên sát thủ xuất hiện giết chết Điệp tỷ. Ngày hôm sau anh cửu biết được tin này mà lòng đào như cắt. Mục đích Điệp tỷ trở về thị trấn là muốn nói lại tình xưa với anh cửu. Thế nhưng vì e ngại chuyện tu đạo mà anh cửu đã không thổ lộ ra tình cảm trong lòng với Điệp tỷ. Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Hai thân đệ cầm phẳng thai sư phụ chạy đến đồn cảnh sát đi báo án. Sau đó anh cửu thi triển thuật định vị để truy bắn tên hung thủ. Nó chỉ dẫn anh cửu tìm đến một sơn động. Nơi này chính là xào huyệt của kẻ thần bí, mà hắn ta không ai khác chính là Thiên Hạc đạo sĩ. Còn tên hung thủ gây án khắp nơi chính là đồ đệ của Thiên Hạc quyết quỷ. Hắn ta mắc bệnh nan y, chỉ có uống máu mới duy trì được mạng sống. Anh cửu quyết tâm thu phục tên này trả thù cho Điệp tỷ. Vài ba chiều hắn đã bị anh cửu đánh bại. Hai thân đệ và Nhậm tiểu thư cũng chạy đến đây tiếp ứng. Vài giây sau, lượng máu khi nãy quyết quỷ đã uống, nó dần chuyển hóa thành sức mạnh, làm cho quyết quỷ trở nên cực kỳ lợi hại. Anh cửu hoàn toàn bị đánh bại. Hai thần đệ lao tới giúp cho sư phụ cũng bị ăn đòn. Nhân lúc hắn sơ hở, anh cửu xông qua dùng hết chân khí đánh vào yếu huyệt của tên quyết quỷ. Đúng lúc này, đội trưởng Đào cùng với đám thuộc hạ kéo theo khẩu thần công tiền đến đây. Ông ta muốn tiêu diệt Thiên Hàng để lập công phá án. Thế nhưng sợ ý đã vô tình châm lửa khẩu đại pháo. Ôi má ơi, chạy mau. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.